trải mình trên 1,7 km đường bờ biển Hồ Cốc xanh trong và lộng lẫy. Tọa lạc tại phân kỳ thứ 6 thuộc tổ hợp du lịch đa sắc màu 1.000 hectare Nova World Hồ Tràm, Long Island. Lấy cảm hứng từ hòn đảo cùng tên tại bang New York chính là đại diện cho cảm hứng và chất sống biển ngay tại vùng biển Hồ Tràm. Từ địa thế độc nhất qua bàn tay của những nhà thiết kế tài hoa đã tạo nên một Long Island nguyên bản khó nơi nào có được. Với hệ thống kênh Lagoon dài 3,2 km và rộng 10 m, kết nối trực tiếp đến biển xanh thông qua hồ trung tâm giúp đưa nguồn nước biển tươi mát đến ngay bên thềm nhà. Giấc mơ sở hữu villa gần biển và chỗ đậu du thuyền ngay sau nhà đang hiện ra trước mắt. Long Island sở hữu địa thế độc đáo, lưng tựa rừng mặt hướng biển, đặc biệt là một trong những bãi biển đẹp bậc nhất trải dài hơn 1,7 km. Với nguồn oxy kim cương từ rừng nguyên sinh Bình Châu Phước Bửu, sở hữu second home tại Long Island vừa là khoản đầu tư xứng tầm, vừa là lựa chọn nghỉ dưỡng tuyệt vời cho sức khỏe. Về mặt quy hoạch, Long Island được chia làm 3 khu compound đảm bảo tính riêng tư, nhưng vẫn đáp ứng nhu cầu kết nối thông qua hệ thống kênh Lagoon chạy xuyên suốt. Từ cảm hứng Bermuda đã tạo nên những căn second home quyến rũ, độc đáo, sống động và đầy màu sắc. Nhà phố thương mại, biệt thự song lập, biệt thự đơn lập. Long Island còn sở hữu hệ tiện ích đẳng cấp, xứng tầm với những gia chủ tại đây, với trục thương mại xuyên tâm bao gồm Welcome Center, quảng trường kết nối với nhà hàng biển, sẽ đáp ứng mọi nhu cầu nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp nhất. Hệ thống bến tàu lớn ở biển, cùng bến tàu xa hoa tại hồ trung tâm và các cầu tàu nhỏ chạy khắp hệ thống kênh Lagoon, nhu cầu di chuyển và thưởng ngoạn trên du thuyền sẽ được thực hiện dễ dàng hơn bao giờ hết. Long Island còn được thừa hưởng trọn vẹn hệ sinh thái đẳng cấp thương hiệu Nova World Hồ Tràm như công viên giải trí Tropicana Park, suối khoáng nóng Bình Châu, công viên chủ đề, hệ thống shop house đa phong cách, đa dịch vụ và trải nghiệm. Đặc biệt, chỉ cách 90 phút di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kết nối với tứ giác du lịch thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Phan Thiết, Đà Lạt thông qua 5 tuyến cao tốc và đường ven biển được mở rộng lên 42 m. Long Island chính là miền đất hứa của chất sống phong cách và thành đạt, đón đầu trào lưu sở hữu du thuyền, mang đến cho gia chủ những giá trị vượt trội có 102 tại Việt Nam. Nova World Hồ Tràm, Long Island, một sản phẩm của tập đoàn Novaland.